Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề về thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, hình thành thói quen chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về gìn giữ trò chơi vật lầu độc đáo trong lễ hội truyền thống đình làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu. Mục Nét đẹp xứ Nhãn có phóng sự về nét đẹp văn hóa qua trang phục khi đi lễ chùa. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông để làm thay đổi thái độ, hành vi tự giác của người tham gia giao thông là biện pháp quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Làm thế nào để người dân thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông là việc làm rất cần thiết để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm 59 người chết, 179 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông chưa tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, hành vi vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 4.651 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 15 tỷ đồng, trong đó cao nhất là xử lý vi phạm về nồng độ cồn với 1.434 trường hợp, phạt tiền trên 7 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy tình hình vi phạm luật giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, năm An toàn Giao thông Quốc gia năm 2024 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân hướng đến kéo giảm tai nạn giao thông cần được cụ thể hóa thành những biện pháp cụ thể và đồng bộ từ ngành chức năng. Phòng cảnh sát giao thông đã có những xây dựng các kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, trong đó thì tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó thì là tập trung 5 nhóm chuyên đề, đó là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Một trong những biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt trong thời gian qua đó là xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tự ý bỏ qua vi phạm. Các vi phạm đều phải xử lý đúng lỗi theo đúng chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền đang được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai song song. Với mục tiêu tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, nhất là các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, ngay từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đến các nhà hàng, quán ăn dọc các tuyến đường quốc lộ mà phòng quản lý để tuyên truyền và yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết với nội dung nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia hoặc đồ uống có cồn, hỗ trợ khách hàng gọi taxi, xe ôm khi đã sử dụng rượu bia. Tôi sẽ có trách nhiệm là thực hiện tốt và tuyên truyền đến khách hàng của tôi. Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được là lái xe. Tuyên truyền cho khách hàng của tôi là sẽ đi taxi. Nếu khách cố tình sử dụng phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng bia thì đề nghị nhà hàng liên hệ với lực lượng chức năng, trong đó là cảnh sát giao thông của tôi, đến kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hạn chế tai nạn giao thông tới mức thấp nhất. Nằm trong kế hoạch tuyên truyền chủ đề vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đội cảnh sát giao thông công an huyện Khoái Châu đến các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn cho chủ hộ ký cam kết và treo dán pano tuyên truyền với nội dung đã uống rượu bia thì không lái xe, an toàn cho bạn và cho xã hội. Đối với xe cá nhân của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông tặng pano tuyên truyền để dán ở đuôi xe. Đến nay, đã có gần 40 nhà hàng trên địa bàn huyện Khoái Châu và hàng ngàn ô tô được dán thông điệp tuyên truyền này. Khi làm gì thì mình cũng luôn luôn ghi nhớ và sẽ tuyệt đối là không uống rượu bia, và dán trên xe mình rồi thì cũng là một cái sự để lan tỏa tới những người bạn xung quanh của mình, vừa an toàn giao thông nhưng vừa đảm bảo về sức khỏe cho con người. Qua công tác tuyên truyền phổ biến luật tác hại của rượu bia đến người dân, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Khoái Châu mong muốn người dân sẽ chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, đã sử dụng rượu bia thì không lái xe tham gia giao thông, mà đã lái xe tham gia giao thông thì không sử dụng rượu bia.
để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Bên cạnh biện pháp của lực lượng công an thì từng người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông ngay trong học đường và trong trường đào tạo lái xe. Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Hưng Yên là một trong những đơn vị đào tạo và cấp bằng lái xe. Lãnh đạo nhà trường cho biết, trong các tiết học lý thuyết và thực hành tại nhà trường thì kiến thức về văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông là trọng tâm trong công tác đào tạo đối với mỗi người lái xe để hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông khi điều khiển phương tiện. Nhà trường đã tổ chức giảng dạy trong các cái môn lý thuyết với thời lượng tổng là 168 giờ lý thuyết, thì trong đó cái môn đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại rượu bia khi tham gia giao thông là đạt tới 20 giờ. Các trường học cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về luật giao thông, đồng thời duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông. Như tại trường Trung học phổ thông Kim Động, vào giờ tan học rất nề nếp bởi đội cờ đỏ của nhà trường theo dõi và nhắc nhở những học sinh nào không đội mũ bảo hiểm khi ra về. Qua đó tạo cho học sinh có thói quen đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường. Còn tại trường Trung học phổ thông Ân Thi, ban giám hiệu nhà trường xây dựng mã định danh xe máy điện, xe đạp điện nhằm kiểm soát, phát hiện học sinh vi phạm luật giao thông. Với mã định danh cho từng xe như thế này, học sinh có thể kiểm tra chéo lẫn nhau. Nếu phát hiện học sinh vi phạm thì báo cho nhà trường kỷ luật. Trước khi vào đầu năm học thì trong buổi họp phụ huynh thì nhà trường cũng như đoàn trường sẽ triển khai việc là tổ chức ký cam kết giữa gia đình phụ huynh học sinh với nhà trường trong việc thực hiện cái việc đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có việc là giao xe đúng phân khối. Cái thứ hai nữa là chúng tôi xây dựng cái quy chế để các em học sinh sẽ phải thực hiện cái việc đội mũ 100%, ví dụ như là đưa vào nội quy để trừ điểm thi đua. Thứ hai là chúng tôi gắn mã định danh đối với các xe máy, xe đạp điện. Dựa trên cái mã định danh đó thì học sinh có thể phát hiện ra những học sinh nào không đội mũ bảo hiểm và gửi về phía đoàn trường. Và đoàn trường tôi dựa trên cái mã định danh đó thì chúng tôi sẽ biết học sinh lớp nào vi phạm. Công tác tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông trong học đường quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để hình thành cho các em học sinh có văn hóa khi tham gia giao thông. Qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành, tạo cho các em thói quen, ý thức bền vững tuân thủ luật giao thông. Thưa quý vị, lễ hội truyền thống Đình Làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu hội tụ đầy đủ những nét văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng ven sông Hồng. Trong lễ hội còn bảo lưu những nghi thức tế lễ, rước nước đến các trò chơi dân gian, đặc biệt là trò chơi vật lầu mà chỉ có ở làng Quan Xuyên. Đình Làng Quan Xuyên được xây dựng từ thế kỷ thứ 16, thời Hậu Lê, thờ ngũ vị đẳng thần là Trừ Đồng Tử và nhị vị phu nhân, Vũ Quang Chiếu và Phạm Công Nghi. Năm 1989, Đình Quan Xuyên được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Cứ 3 năm một lần, vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nhân dân làng Quan Xuyên tổ chức lễ hội từ ngày 11 đến 13 tháng 2 âm lịch. Đây là lễ hội độc đáo ở cả phần lễ và phần hội, tiêu biểu như nghi thức rước nước cầu cho mưa thuận gió hòa, và đặc sắc nhất là trò vật lầu được dân làng Quan Xuyên gìn giữ từ bao đời nay. Theo thần tích của làng Quan Xuyên, trò vật lầu bắt nguồn từ tình bạn sâu nặng của thành hoàng làng Quan Xuyên Vũ Quang Chiếu và tướng quân Phạm Công Nghi. Theo cái truyền thuyết thì làng Quan Xuyên có tổ chức lễ hội và vật lầu. Ngày xưa thì các cụ là tổ chức như thế để luyện quân, là để chống giặc ngoại xâm. Chúng tôi rất tự hào là quê hương chúng tôi có cây đa giếng nước Xuân Đình. Đó là biểu tượng làng mình Quan Xuyên, 3 năm lễ hội cổ truyền, lưu danh muôn thuở mọi miền gần xa, vật lầu vật lão làng ta, Việt Nam chỉ một, đâu mà có hai. Theo truyền thống, trước khi vật lầu thì tổ chức vật lão. Hai đô vật lão là hai cụ đại diện cho làng thượng và làng hạ. Gia đình song toàn biểu diễn những động tác võ thuật. Kết thúc hai keo vật lão, các đô vật tham gia vật lầu sẽ lao vào lấy giải đỏ trên khố của hai cụ vật lão để buộc vào tay với hy vọng gặp điều may mắn trong khi vật lầu. 72 đô vật chia làm hai đội, làng thượng 36 người, làng hạ 36 người. Quả lầu có trọng lượng khoảng 5 kg, hình tròn, làm bằng gỗ mít sơn màu đỏ. Hai cụ tham gia vật lão trao quả lầu cho các vật thủ. Các đô vật xếp thành hàng nối tiếp nhau, chuyền quả lầu lên trên đỉnh đầu ra lỗ lầu. Hai đội ra sân xếp thành hàng ngang,
các đô vật chạy vòng quanh sân bắt tay nhau, vừa để trình làng, vừa để khởi động trước khi vào chơi. Sân vật lầu là một sân đất rộng trước cửa đình, có một lỗ lầu chính và hai lỗ lầu phụ. Bắt đầu vào vật lầu, mỗi đội chọn một người để xuống hố lấy quả lầu. Các đô vật còn lại của hai đội bao quanh lỗ lầu. Nếu phía làng hạ mà được quả lầu thì tất cả các đô vật làng thượng dồn về phía dân làng hạ để chặn lại. Khi chơi vật lầu, các đô vật thường sử dụng chân đạp xuống đất làm điểm tựa, truyền lực qua lưng, vai hoặc mông cho người mình nhích dần lên, đẩy quả lầu về phía sân đội mình. Trò chơi vật lầu diễn ra trong 3 keo, mỗi keo kéo dài khoảng 10 phút. Đội nào đưa được quả lầu về hố đội mình sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, hiếm khi đạt được kết quả thắng thua mà đa số có kết quả hòa. Lần thứ 7 tôi được vật lầu và lần thứ 3 tôi là đội trưởng đội vật lầu. Thì tôi rất mong muốn là duy trì bản sắc văn hóa của quê hương chúng tôi bền vững mãi mãi. Trò chơi này thì nó vui là và tạo được cái đoàn kết, khối đoàn kết cộng đồng trong dân làng, giữa làng trên làng dưới. Trò chơi vật lầu trong lễ hội đình làng Quan Xuyên mang nhiều lớp ý nghĩa, thể hiện tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe, đồng thời gắn liền với tín ngưỡng thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp. Nhân dân làng Quan Xuyên tin rằng năm nào tổ chức trò vật lầu thì năm đó cả làng sẽ làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Chính vì thế, trò chơi vật lầu là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân làng Quan Xuyên, được các thế hệ tiếp nối trân trọng, giữ gìn và phát huy. Đi lễ và thực hiện các tín ngưỡng tâm linh là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nhiều người đi hành hương lễ Phật hiện nay đều ý thức được cần có văn hóa đúng mực nơi cửa thiền, giữ cho bản thân tâm thế kính ngưỡng nơi không gian tâm linh. Trong đó, việc chú trọng lựa chọn trang phục phù hợp, chỉnh chu chính là thể hiện nét văn hóa khi đi lễ chùa. Tranh thủ dịp cuối tuần, chị Mai Anh cùng với anh chị em cơ quan đi lễ chùa tại Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên. Và chị đã chọn cho mình bộ áo dài thướt tha vừa vặn để đến những chốn linh thiêng như thế này, vừa thể hiện lòng thành kính, lại vừa tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Mình nghĩ rằng là cái việc mặc áo dài khi mà đi chùa thì cũng rất là phù hợp đối với nét văn hóa Việt Nam. Ngày nay thì cũng thấy các bạn mặc rất là nhiều trang phục cách tân khác, nhưng mà nói chung cá nhân tớ thì vẫn ưu tiên là áo dài truyền thống. Còn với nhiều bạn trẻ khác như chị Hiền, thay vì áo dài lại lựa chọn trang phục dành riêng cho những dịp đi lễ chùa. Với chị Hiền, những bộ lễ phục như thế này giúp người mặc thoải mái, phù hợp với những chốn tâm linh mà cũng không kém phần đẹp mắt. Hôm nay là chị em cũng chủ yếu là để đi lễ chùa và cũng vãn cảnh, nhưng mà muốn một cái bộ trang phục như thế này để cho nó vẫn có nét duyên dáng nhưng mà vẫn có sự tiện lợi để du xuân mà lại cũng vẫn chụp ảnh được. Hiện nay đi đến đền chùa hay những chốn tâm linh không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em phụ nữ trong những bộ lễ phục trang nhã nổi bật. Trong đó, các kiểu thời trang truyền thống như áo dài, áo tứ thân vẫn được yêu thích và sử dụng nhiều, với những gam màu hài hòa trên chất liệu lụa gấm. Việc lựa chọn trang phục đến chùa của nhiều người hiện nay, nhất là các bạn trẻ, đã thể hiện sự thay đổi tích cực về suy nghĩ, nghiêm túc hơn về mục đích khi đến cửa chùa, tìm về nơi thanh tịnh. Để cho cái nơi tôn nghiêm, mọi người thấy rằng nó có cái sự đẹp của nó về tinh thần, về vật chất, thì chúng ta nên ăn mặc kín đáo và theo từng cái lứa tuổi, hoặc là Phật tử hay không phải là Phật tử, thì chúng ta mặc làm sao cho nó có một cái sự nhìn của mọi người nó đẹp và nó mang tính chất nó tôn kính. Khi đi lễ đền chùa, ăn mặc không chỉ là sở thích riêng mà còn thể hiện văn hóa thẩm mỹ và văn hóa tâm linh. Ăn mặc phù hợp trong sinh hoạt tín ngưỡng cũng là cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng trong nhịp sống văn minh hiện đại ngày nay. Những hình vừa rồi đã khép lại chương trình Văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.